Anh muốn mua không? Ở đây luôn. Chào anh em nhé, chúng tôi đang có mặt tại vườn cây của anh Tuyển Tóc Dài đây, một trong những người đang sở hữu rất nhiều cây quý. Thì hôm nay là có Thành Cà Phê và một số anh em Ninh Bình cũng có mặt đây. Quay cho anh em chiêm ngưỡng nhé. Đây nhé, đang trong bóng thì quay cái tác phẩm này cho anh em chiêm ngưỡng. Tác phẩm này anh Tuyển cũng mới giao dịch về. Thì Tuyển Tóc Dài thì anh em cũng đã rất quen thuộc rồi. Hôm nay ra chúng tôi đến chơi. Đấy, đặc biệt là vào vườn cây của anh Tuyển thì đây anh em này, cây nào cũng có bàn xoay nhé. Một trong những con vách này, con này cũng đang có giá trị rất là cao. Đang trang trang vậy. Nghe chưa? Đây này. Chia sẻ với anh em một trong những tác phẩm đình làng. Úi giời, nắng to này thì sao mà. Thôi quay mấy phút cho anh em chiêm ngưỡng thôi. Ê quịch. Quá nản chơi chứ ông. Đầu tư rồi chậu rồi cây. Một trong những vườn cây số má của Nga Sơn nhá. Nói về thì anh em nào mà có hơn thì cũng không thể phật ý được. Đông rồi, cái này cũng là ghế đúng không? Chậu nó cũng cấy cây đúng không? Quay cây mà giữa trưa vậy anh em ạ. Đấy. Thì quay được một số tác phẩm trong vườn của anh Tuyển đấy nhá. Thì cũng rất mong anh em nào mà có cái dịp về Nga Sơn để ghé vườn cây của anh Tuyển Tóc Dài đây, để chiêm ngưỡng tham quan cũng như giao lưu những tác phẩm trong vườn đấy nhé. Với những tác phẩm mà nó cũng có thâm niên tuổi rồi, trên 30 năm rồi. Thì anh em có thể là có những cái cốt rất là đẹp, đặc biệt là những cây xanh này. Đấy, con này con như con điền hạt. Đó. Vạch rất là đẹp. Con này hôm nay là vẫn là bàn xoay nhá anh em nhá. Đây này. Nãy tôi bảo là cây nào có bàn xoay này, nhìn đây này, tưởng không bàn xoay nhưng mà đây. Để xoay cái mặt kia cho anh em chiêm ngưỡng luôn. Đây là cái mặt sau. Cái gỗ đấy đếm về đấy giống dấu này đấy anh em này, nhìn cái tay này là cái này anh em ơi, anh em rất quen thuộc với những người như này nhá, rất nổi tiếng rồi, đặc biệt anh Thành Cà Phê thì cũng tham gia nhất cuộc nhiều cuộc triển lãm rồi. Con sai chính hiệu đây và Tuyển Tóc Dài, tóc hơi bạc. Rồi anh em chú ý qua kênh bonsai chính hiệu thì biết là cây này các anh giao dịch về cỡ tầm 2 tháng rồi. Hoa có một đợt tôi xuống là hoa nở nhá, không có một tí đất nào nhưng mà hoa đã nở trơn một vừa. Đúng nhở, hoa đợt đấy là rũ đâu rồi mà vẫn có hoa đúng không? Đấy, vẫn chưa cấy. Kinh thật. Chậu cũ thì rất nhiều. Đấy nhá. Tuyển Tóc Dài sinh năm 1982 nên là đầu tư những cái chậu này. Ấu à? Hẹn anh em ở kỳ sau mình sẽ quay một cái tác phẩm xanh của anh Tuyển nhá, rất là giá trị của nó rất là cao, từ cái chậu đến cái cây, để cho anh em chiêm ngưỡng luôn. I mean
không biết thôi mình kéo ấy. Đi chơi nhưng mà có quà này này, đây đây biết rồi, đi chơi vẫn có quà đấy em này. Đó. Mình gại phải có kéo của nó đấy. Vuốt ngược về thôi. Vuốt. Này. Biết phát thời. Chia sẻ cách mài kéo này. Đây đây đây, từ từ chia sẻ nào. Đâu đây đây. Rồi. Phải tì vào đây. Rồi. Phải tì vào đây này. Dụ vào đây này. Đấy là mình đưa cái kéo này. Cẩn thận về này chú, nó còn mỗi ghế không nhá. Ừ, sáng chưa? Sáng rồi. Đại loại như thế. Loại. Bây giờ kéo người ta rồi mình cứ cào mạnh tay tí cũng không sao. Không sao. Nào. Hơn 1 triệu cái kéo này à? Làm gì? Trong em vào đông nổ rồi. Ông hỏi vậy xem là nó bao nhiêu chứ nổ sao được cái này. Đúng không? Ông nào bảo nó cái này nổ, tôi đang hỏi hơn 1 triệu có phải không? Nó bán bao nhiêu? Đông nổ. À. Đây này, thánh nổ đây này anh em này. Đấy, vậy nhỉ? Anh đông nổ. Anh đông khó tép. Cứ nói thế người ta cười cho. Đang phòng thánh nổ kia mình không ấy, mình mới nổ thôi. Rồi. Đến sẵn đây thì anh Thành cà phê cũng giao dịch của anh Tuyển hai tác phẩm nho nhỏ về Ninh Bình, cũng chia sẻ tới tất cả anh em xa gần biết đến được những tác phẩm đó nhá. Một cái chùa một cột, một cái nhà ba gian này, một cái đình làng là cái gì đây thì tôi cũng đó nhá. Anh Thành này là vớ của rồi. Đấy, có hàng bê về rồi. Đấy, hàng của mình là vỡ và chịu nhá. Sao lúc nào nói cục vậy? Anh cho em chụp cái hình đấy. Đây, nào. Lúc nào nói cục vậy anh nhỉ? Anh cho em chụp cái hình rồi. Đấy, với rồi, ok. Cảm ơn anh nhá. Đấy, nói cục nào nói cục vậy? Phải chết rồi. Không, nói thế thì... chỉ có hai tác phẩm thôi, một tác phẩm chùa một cột và một tác phẩm chùa. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường nhé. Chính thức thuộc về anh Thành cà phê rồi. Anh em nào mà có dịp về Ninh Bình, về Khánh Ninh thì ghé vườn cây của anh Thành cà phê đây tham quan chiêm ngưỡng nhá, giao lưu. Nói chung cái này chèn chắc đấy, cái này nó giòn đúng không, nó bằng gốm mà vẫn luôn mình mấy cái đi về chèn chậu nữa đấy, rất nung. Hàng đi hàng về này không giàu thôi, không giàu thôi còn nhất ống rồi anh. Như con này thế nào? Tóc bạc hết cả rồi anh em ạ. Thế thôi á. Không còn cái gì cho tí. Còn cái nữa từ từ á. Dồn đây nữa, dồn đây. Dồn một phát là đi đấy. À, chốt này. Không biết là sao anh Thành ấy thích những cái tác phẩm này nhỉ? Có ý đồ gì không? Thích. Ok nhá, đóng thùng rồi. Đặt ngồi dưới à? Ok nhá, hẹn anh em ở những video tiếp theo thì chúng tôi lại tiếp tục xuống nhà bonsai chính hiệu để tham quan chiêm ngưỡng. Đi vào đây. Không phải ai em không kêu người giấy quá được à? Người giấy cái gì? Đi chơi để cây không chơi được mà giao dịch chậu vậy. Nói chậu cổ thì không phải nhưng mà chậu cũ thì phải nha. Những cái chậu này rất là hiếm.
khả năng hết đấy. Anh cứ cho thêm vào đây đi. Nhưng mà bỏ cách cách hai cái thôi. Này hai cái này nó không đồng đều mới nhỉ? Hai cái hai kiểu. Chó quan trọng. À. Còn chống một mái anh em ạ. Đúng rồi, sâu đời. Đạt khỏe nó một mình bê được không? Thôi Đạt này, cố thôi để yên, tôi bể con này. Từ từ. Anh ơi, xe ra trong Đạt nó vào cái. Chậu thì chậu hức đuối nhờ. Tạm biệt Linh Bình thì chúng tôi lại cũng có 4 cái chậu về rồi. Một này xài chính hiệu đã giao dịch nhá. Anh Thành bắt tay. Để em lấy sáng á, lấy sáng từ từ nhá, chưa. Ok. Đây lấy chân nó không hiểu cũng cứ máy hết tiền sao đây? Gần hết rồi. Ok. Rồi. Nó vướng cái gờ cái màn hình.